Thưa quý vị, hiện tại ai ai cũng đang chờ đợi cái ngày 26 tây tháng 10 tới đây để chứng kiến cảnh sáo bào phượng ruồi phải dọn toàn bộ những thứ rác rưởi ra khỏi căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm, trả lại sự bình yên cho Hồng Loan và không gian sinh hoạt cho mọi người. Cứ tỏ ra là mình nghèo khổ và vô gia cư nên không có chỗ để dọn đồ đi để mà thách thức sự chịu đựng của Hồng Loan. Nhưng nói về sự chịu đựng thì trong drama này, ai chịu đựng giỏi như Hồng Loan chứ? Nhưng Hồng Loan đâu có chịu đựng một cách đơn giản. Loan nhịn là để chờ thời cơ, đối với những người thích nói lý lẽ, cãi cùng như Phượng Ruồi và Sáo Bào, thì cách tốt nhất Hồng Loan nên mang pháp luật ra nói chuyện với họ. Ma quỷ thì sợ ánh sáng, bọn trộm cướp thì lại sợ hào quang của mấy chú công an. Hai mẹ con đó có bổ láo, có hổ báo cáo trộm đi tới đâu đi chăng nữa, thì gặp công an một phát thì ngoan ngoãn như chó cụp đuôi ngay. 26 tây tháng 10 sắp tới, hy vọng sẽ là một ngày thiệt vui và Hồng Loan lẫn luật sư sẽ có những phương án tốt nhất để chế tài hai mẹ con này. Và thông qua cái drama này đã diễn ra mấy tháng trời, thì thấy được những điều được cho là những điểm đáng chú ý và sẽ tồn động mãi về sau. Đầu tiên đó là cái khôn lanh trong ngoặc kép của Phượng Ruồi. Toàn bộ những âm mưu của Phượng Ruồi khi mọi chuyện bắt đầu lợi dụng tâm lý giọt máu đào hơn ao nước lã. Nên sau khi cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh qua đời thì Phượng Ruồi đã công khai trên mạng xã hội là Hồng Loan chỉ là con nuôi của cố nghệ sĩ. Thật sự là Phượng Ruồi không có ngu. Cô ta thừa biết cái gì chút miệng không có giá trị pháp lý nên cô ta mới lợi dụng tâm lý chung của xã hội, đó là chú trọng ruột thịt dòng họ. Nên bước đầu tiên đó là đánh phủ đầu Hồng Loan để mọi người biết Hồng Loan chỉ là con nuôi, để mà sau này Phượng Ruồi dễ bề mà khống chế Hồng Loan. Bước tiếp theo thì cô ta tung ra hàng loạt clip mà cô ta đã làm đạo diễn. Nào là clip cậu cho con cái nhà này, cậu cho con mảnh đất kia, cuộc đời tôi chỉ có Phượng Ruồi là nhất, hay là những clip cậu đang ăn nhậu kể chuyện vui mà những hình ảnh trong clip đó chỉ là có cô ta và mẹ cô ta. Và cô ta tạo ra một hiệu ứng gia đình ấm cúng vui vẻ bên nhau, khiến xã hội này ngộ nhận đây mới chính là một gia đình hạnh phúc đúng nghĩa. Và đó cũng là nguyên nhân vì sao Phượng Ruồi luôn có những câu cửa miệng là gia đình ruột thịt Vũ Linh và cho hỏi là ruột thịt dữ chưa, khi mà không có Hồng Loan trong đó. Hồng Loan mới chính là ruột thịt của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, Phượng Ruồi à, bớt ngu lại đi. Và tiếp sau đó thì mẹ con họ đã cô lập kinh tế của Hồng Loan, thâu tóm toàn bộ thu chi trong đám tang để dễ bề mà lấp liếm, mà lương lẹo và ăn chặn tiền sau này. Đến trước thời điểm ngày 20 tây tháng 5 thì cơ bản cô ta đã thành công trong kế hoạch của mình, bởi vì lúc này cộng đồng mạng ít ai quan tâm đến Hồng Loan mà chỉ quan tâm nhiều đến mẹ con của Phượng Ruồi. Mọi việc nếu tiếp tục thuận lợi như vậy thì sau đó từng bước một họ sẽ ép Hồng Loan vào khuôn khổ mà họ đã sắp xếp. Nếu mà thời gian đó Hồng Loan mà không phản kháng thì sẽ đưa lên mạng xã hội, và khi đó dĩ nhiên cộng đồng mạng sẽ đồng tình với mẹ con họ, bởi vì mẹ con họ đã vẽ ra một khung cảnh gia đình ruột thịt quá ấm cúng với cố nghệ sĩ. Thời điểm đó Hồng Loan chưa có lên tiếng nên cộng đồng mạng sẽ tin họ, và sau đó họ sẽ gây sức ép và ép buộc Hồng Loan phải chia tài sản cho mẹ con của họ. Họ nghĩ rằng Hồng Loan vừa khờ vừa thấp cổ bé họng, không có tiền bạc và thân cô thế cô nên sẽ khuất phục. Vừa rồi là những âm mưu của Phượng Ruồi, khôn thì có khôn, nhưng mà trình độ khôn lanh quá kém, không hề có sự phòng bị, cũng như không có các phương án đối phó khi có bất trắc. Khôn nhưng mà chỉ để làm việc xấu, nên cái sự khôn đó đã bị giới hạn lại. Điều thứ hai, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Đúng là Phượng Ruồi có một xíu thông minh đó. Khi cô ta tung hàng loạt clip để chứng tỏ cậu Năm thương cô ta nhất, nhưng cũng từ đó mà đã vô tình làm lộ ra cái đoạn cậu Năm chỉ mặc con Sáo và thằng Bảy đã hại anh Năm phải bán hàng loạt căn nhà và mấy ngàn lượng vàng để trả nợ cho hai người em này. Rồi vì quê quá nên bà Sáo đã lên mộ khẳng định rằng cái clip đó anh Năm chỉ xỉn và nói đùa thôi. À vậy là câu nói anh Năm thương Phượng Ruồi nhất cũng là anh Năm nói đùa trong lúc xỉn thôi, đúng không Sáo Bào? Và bên cạnh đó thì ông Bảy cũng vì quá nhục nên phủ nhận một cách tàn nhẫn công lao của anh Năm qua câu nói giàu cha giàu mẹ thì ham, chứ giàu anh giàu chị ai làm nấy ăn. Ủa nói vậy có nghĩa là con Sáu và thằng Bảy không hề gây nợ để anh Năm trả hay sao? Cái chuyện mà hai người nợ nần làm như không ai biết luôn hay sao? Bên cạnh đó Phượng Ruồi còn tung ra video cậu Năm cho nhà cho đất. Cái video clip di chúc miệng đã khiến dư luận xôn xao về hai từ di chúc trong một thời gian dài. Phượng Ruồi bỗng như một bước lên mây, clip sau khi tung ra thì phát hiện là cậu Năm cũng nói chuyện trong lúc say xỉn thôi Phượng Ruồi à, làm sao mà thành di chúc miệng được, không có cái di chúc miệng nào mà được thành lập trong khi người đó đang khỏe mạnh, ngồi ăn uống, ngồi nhậu nhẹt cả.
Vượng Rùi cũng thông minh, nhưng mà thông minh không có tới đâu hết. Rồi cho hỏi nè, tung nhiều clip như vậy, chỉ cắt mỗi đoạn giữa tung lên, sao mà không tung toàn bộ clip luôn đi, đăng như vậy để làm chi, rồi bị khán giả tìm được video đầy đủ không bị cắt ghép, sau đó đổi quần, nhất là cái video cậu Nam hỏi. Còn họ gì với Phượng? Ôi trời ơi, nó quê quá quê. Từ lâu thì cố nghệ sĩ cũng đã ngầm nhắc nhở Phượng Rùa rằng con là người họ Lê chứ không phải là người họ Võ, nên sau này đừng có tranh giành tài sản với Hồng Loan con nhé. Và bên cạnh đó, trong drama này, Phượng Rùa cũng đã đoán đúng là xã hội người ta vẫn quan trọng máu mủ, ruột thịt hơn là người ngoài, nhưng với một điều kiện, ruột thịt phải là người tốt hoặc ít nhất là không phải là người xấu. Mẹ của Phượng không phải là người tốt, quá khứ của bà ta đối xử với anh của mình không phải ai không biết, Phượng Rùi cũng không phải là người tốt. Ít nhất trong thời điểm này, Phượng Rùi đã là một người rất toan tính. Phượng Rùi cũng đoán đúng xã hội chuộng ruột thịt, nhưng mà xét cho cùng, Phượng Rùi cũng không thể được tính là ruột thịt trực hệ với chú. Phượng Rùi không phải là người họ Võ, nhưng Phượng Rùi lại đòi từ đường nhà họ Võ với lý do ấu trĩ là dình giữ tài sản cho cậu. Trong khi đó, cháu đích tôn dòng họ Võ thì lại mờ nhạt trong mắt của Phượng Rùi. Xin lỗi, mờ nhạt trong mắt của Phượng Rùi thôi, nhưng mà khán giả chúng tôi nhìn vào thì biết ai mới là cháu đích tôn. Sau tất cả thì cho dù khôn đến đâu thì Phượng Rùi cũng đâu có đoán được, trong khi mình đang nhập vai ruột thịt để nhận quyền góp và để chăm lo cho mồ mả của cậu, lo gần 100 ngày mới xong, thì trong thời gian đó Hồng Loan đã sang tên chủ quyền nhà đất. Và cho dù Phượng Rùi có thông minh như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể nào mà lừa được hàng ngàn, hàng triệu con mắt của khán giả nhìn vào. Chỉ cần mọi người sâu chuỗi lại tất cả mọi sự việc thì ai cũng sẽ thấy được kịch bản, kịch cỡm của Phượng Rùi là như thế nào. Bản tính là không thể nào thay đổi được. Khi bị vạch trần thì mẹ con Phượng Rùi không ngần ngại chửi thề như côn đồ. Phượng Rùi thì lời nói và hành động bất nhất và vô tình làm chắc chắn thêm dự đoán của cộng đồng mạng. Đó là mẹ con Phượng Rùi tranh giành tài sản với Hồng Loan, chứ không phải là Hồng Loan đối xử tệ bạc với gia đình ruột thịt của cố nghệ sĩ. Ngày mà cố nghệ sĩ qua đời, khi lo xong tang lễ cho cha, thì rõ ràng Hồng Loan vẫn để cho mẹ con họ ở trong căn nhà ấy. Nhưng mà vì mẹ con của họ không biết điều, sống mà trịch thượng, sống mà chửi bới người này người kia, sống mà mặt lớn mặt nhỏ trong gia đình, cho nên mới bị Hồng Loan đuổi ra khỏi nhà đó chứ. Sống mà không có tiếng nói chung thì bị đuổi cũng đúng rồi. Không còn cố nghệ sĩ Tú Vũ lên nữa thì Hồng Loan phải cố gắng đứng lên để bảo vệ những người còn lại trong gia đình. Bùm Bùm, Mỹ Mỹ và Hồng Loan phải cùng nhau đứng lên chống trả mẹ con của Phượng Rùi. Nếu mà không có sự đồng lòng này thì chắc chắn hiện tại căn nhà số 5 Đoàn Thị Điểm đã được nằm trong danh sách phát mại của một ngân hàng nào đó. Điều thứ ba, cái dạy của Hồng Loan và cái phước của người khờ. Quá khờ, chỉ biết chịu đựng, cam chịu, không phản kháng. Nhưng cũng chính điều này mà người ta càng yêu thương và ủng hộ Hồng Loan hơn. Một bà mẹ năm con sống giữa cái đất phồn hoa mà khù khờ như thế thì cũng xứng đáng để được bảo tồn, đúng không quý vị? Hồng Loan có khờ đi chăng nữa, nhưng mà không phải cái gì Hồng Loan cũng gật đầu làm theo đâu quý vị. Chúng ta cũng có thể thấy là ở thời điểm ban đầu, vì Hồng Loan thân cô thế cô nên phải buộc mình cam chịu. Vì quá sợ hãi mẹ con họ nên Hồng Loan chỉ có một cách là phải nghỉ làm ở lì trong căn nhà của cha mình để mà cố giữ được tài sản này. Cái nhà từ đường mà cố nghệ sĩ Tú Vũ Linh không hề muốn bị mất đi. Và vì suy cho cùng thì họ cũng sẽ không dám đuổi Hồng Loan, vì họ cũng biết Hồng Loan không khờ tới mức sẽ dần hiến sổ đỏ cho họ. Động tới cha của Hồng Loan thì Hồng Loan tuyệt đối không để yên cho họ đâu. Nói Hồng Loan khờ, Hồng Loan dại là vì chúng tôi yêu thương Hồng Loan nên chúng tôi nói như vậy. Chứ mẹ con Phượng Rùi đừng có u mê mà nghĩ rằng Hồng Loan không phản kháng nhé. Hồng Loan vẫn biết cách phản kháng và bảo vệ mình đó, mẹ con Phượng Rùi à. Điều thứ tư, đó là ý trời. Con người chúng ta luôn có lòng trắc ẩn. Khi mà thấy một ai đó yếu thế thì chắc chắn chúng ta sẽ có xu hướng bên vực và giúp đỡ. Ý trời là mẹ con Phượng Rùi càng tấn công, càng vu khống, càng sỉ nhục Hồng Loan thì số người giúp đỡ Hồng Loan lại càng tăng theo tỷ lệ thuận. Cuộc chiến giữa nô tỳ và công chúa vốn ban đầu không cân sức, bởi vì pháp luật thì Phượng Rùi rõ ràng là thua, do xuất thân của Phượng Rùi không bằng Hồng Loan. Còn về tình, về lý thì Phượng Rùi thua Hồng Loan, bởi đơn giản Hồng Loan xứng đáng nhận được tình yêu thương của mọi người hơn là hai mẹ con của Phượng Rùi. Và ông trời cũng khéo sắp đặt. Quý vị thấy đó, sau thời gian chịu đựng thì Hồng Loan có rất nhiều người đã đến giúp đỡ Hồng Loan. Một điểm chung, những người mà giúp đỡ Hồng Loan đều là những người giàu có, thành công và quan trọng là những người đó có văn hóa, có đạo đức. Còn phía Phượng Rùi, dàn nhân viên chửi lộn mướn của Phượng Rùi là những ai? Chỉ là những ca sĩ vô danh, soạn giả vô danh, nhà báo vô danh, toàn là những hàng giạc, hàng chợ, cốc, ổi, mía kim mà lại dám đấu tay đôi với bào ngư di cá à?
Bên cạnh ý trời thì còn luật trời nữa, mẹ con Phượng rồi à. Và chắc chắn mẹ con các người khó mà thoát được luật trời lắm. Và vừa rồi là bốn điều mà chắc chắn Phượng rồi sẽ không bao giờ dám nhắc tới, bởi vì nhục quá mà khôn cho lắm rồi cũng thua. Hồng Loan hiền lành chẳng mù mô nhưng lại chiến thắng tuyệt đối. Ngày 26 tại tháng 10 tới đây, Phượng rồi sẽ phải trả giá. Hãy cùng ngóng chờ thông tin này quý vị nhé. Họ Võ là họ Võ, họ Lê là họ Lê, tìm về đúng nguồn cội của mình để mà đòi hỏi sự thừa kế nha, Lê Thị Vi Bằng.